À, về danh. Hỏi bài miễn phí, trả lời tức thì vào thư viện app, tải ngay app về danh. Cô xin chào tất cả các em. Chào mừng các em đến với môn văn học lớp 10, bộ sách kết nối tri thức. Văn bản 2, yêu và đồng cảm, trích Phong Tử Lại. 1. Một đứa bé vào phòng tôi, giúp tôi sắp xếp đồ đạc. Thấy cái đồng hồ quả quýt úp mặt xuống bàn, nó lật lại hộ. Thấy chén trà đặt phía sau quai ấm trà, nó chuyển đến trước vòi ấm. Thấy đôi giày dưới gầm giường một xuôi một ngược, nó đảo lại suốt. Thấy dây treo tranh trên tường buông thỏng thò ra ngoài, nó bắt ghế trèo lên giấu vào trong hộ. Tôi cảm ơn, cháu chăm quá, toàn dọn dẹp hộ chú thôi. Nó trả lời, không đâu, chẳng qua thấy chú như thế, cháu cứ bứt rứt không yên. Đúng vậy, nó từng nói, đồng hồ quả quýt mặt xuống bàn, nó bực bội lắm đấy. Chén trà nấp sau lưng mẹ thì làm sao uống sữa được. Giày chiếc xuôi chiếc ngược, làm sao chúng nói chuyện được với nhau. Bím tóc của bức tranh thòng ra trước, trông như con ma vậy. Tôi phục sát tất tấm lòng đồng cảm phong phú của chú bé này. Từ đó tôi quả thực cũng để tâm tới vị trí của đồ vật, tạo điều kiện để chúng được dễ chịu, vị trí đặt để chúng có dễ chịu, ta nhìn mới thấy thư thái. Bây giờ tôi sực nhận ra đó là tâm cảnh trước cái đẹp, là thủ pháp thường dùng trong văn miêu tả, là vấn đề cấu trúc thường gặp trong hội họa. Những thứ đó đều được phát triển ra từ sự đồng cảm. Người bình thường chỉ có thể đồng cảm với đồng loại, hoặc cùng lắm là với động vật mà thôi. Còn nghệ sĩ lại có lòng đồng cảm bao la, quảng đại như tấm lòng trời đất, trải khắp vạn vật, có tình cũng như không có tình. U 2. Hôm sau tới trường cấp 3 dạy nghệ thuật, tôi cũng giảng cho các em thế này. Mọi vật trên đời đều có nhiều mặt, mỗi người chúng ta chỉ thấy được một mặt mà thôi. Ví như cùng một gốc cây, nhưng nhà khoa học, bác làm vườn, chú thợ mộc, anh họa sĩ lại nhìn nhận nó dưới những góc độ khác nhau. Nhà khoa học thấy được tính chất và trạng thái của nó, bác làm vườn thấy sức sống của nó, chú thợ mộc thấy chất liệu của nó, anh họa sĩ thấy dáng vẻ của nó. Nhưng cái nhìn của anh họa sĩ lại khác hẳn ba người kia. Ba người kia đều có mục đích, đều nghĩ tới quan hệ nhân quả của cái cây. Còn anh họa sĩ lại chỉ thưởng thức dáng vẻ của cái cây hiện tại, không có mục đích gì khác. Thế nên anh họa sĩ thường nhìn thấy khía cạnh hình thức, chứ không phải khía cạnh thực tiễn. Nói cách khác là chỉ thấy thế giới của mỹ, chứ không thấy thế giới của chân và thiện. Tiêu chuẩn giá trị trong thế giới của mỹ khác hẳn trong thế giới của chân và thiện. Chúng ta chỉ thưởng thức dáng vẻ, màu sắc, hình dạng của sự vật, chứ không quan tâm tới giá trị thực tiễn của nó. Bởi vậy một gốc cây khô, một tảng đá lạ chẳng có giá trị sử dụng gì cả, nhưng trong mắt các họa sĩ lại là một đề tài tuyệt vời. Bông hoa dại không tên trong mắt nhà thơ cũng đẹp đẽ lạ thường. Bởi vậy thế giới mà nghệ sĩ thấy có thể coi là một thế giới đại đồng, bình đẳng. Tấm lòng của nghệ sĩ đối với mọi sự vật trên đời đều đồng cảm và nhận thấy. 3. Họa sĩ đưa tấm lòng mình về trạng thái hồn nhiên như trẻ nhỏ để miêu tả trẻ em, đồng thời cũng đặt lòng mình vào biểu cảm đau khổ của người ăn mày để khắc họa ăn mày. Tấm lòng của họa sĩ thường đồng điệu, đồng cảm, cùng buồn cùng vui, cùng khóc cùng cười với đối tượng miêu tả. Nếu không có tấm lòng đồng cảm bao la như thế mà chăm chăm vào kỹ thuật vẽ thì chắc chắn không thể trở thành họa sĩ thực sự được. Dù có vẽ được thì tối đa cũng chỉ là thợ vẽ mà thôi. Nhờ có tấm lòng đồng cảm bao la như thế nên họa sĩ cũng đồng thời có được sức mạnh tinh thần phong phú mà dư dật. Nếu có không đủ khoáng đạt để đồng điệu với anh hùng
thì không mô tả được anh hùng. Nếu nó không đủ dịu dàng để hòa nhịp cùng thiếu nữ thì không khắc họa được thiếu nữ. Do đó, nghệ sĩ lớn ắt là những người có nhân cách vĩ đại. 4. Lòng đồng cảm của nghệ sĩ không chỉ dành cho đồng loại mà trải khắp sinh vật và phi sinh vật ở mọi nơi. Chó, ngựa, cỏ, hoa trong thế giới của Mỹ đều là vật sống có linh hồn, biết cười, biết khóc. Nhà thơ thường nghe thấy tiếng chim cuốc kêu ra máu, con dế mùa thu, thấy hoa đào cười gió đông, bươm bướm dắt xuân về. Nếu xét dưới góc độ nhìn thực tiễn thì những điều đó đều là lời lảm nhảm của nhà thơ. Thực ra nếu chúng ta bước được vào thế giới của Mỹ, mở rộng lòng để biết đồng cảm nhiều hơn với vạn vật thì sẽ cảm nhận được rõ rệt những tình cảm ấy. Họa sĩ và nhà thơ chẳng khác gì nhau. Họa chăng là họa sĩ chú trọng đến hình dạng và tư thái mà thôi. Chứa đích thân trải nghiệm sức sống của rồng ngựa thì chẳng vẽ được rồng ngựa. Không chứng kiến vẻ đẹp rắn giỏi của Tùng Bách thì đâu họa nổi Tùng Bách. Họa sĩ chúng tôi vẽ một cái bình hoa là phải để tâm vào bình hoa, để mình biến thành bình hoa, cảm nhận cái lực của bình hoa mới thể hiện được cái thần của bình hoa. Tấm lòng chúng tôi phải chiếu sáng cùng với bình minh thì mới miêu tả được bình minh. Dập dờn theo sóng bể lăn tăn thì mới khắc họa được sóng bể. Đây là cảnh giới. Ta và vật một thể, vạn vật đều thu cả vào tâm trí của người nghệ sĩ. 5. Người bình thường bẩm sinh ít nhiều cũng đã có sự đồng điệu, đồng cảm với hình dạng tư thái của vạn vật rồi. Cách bày biện trang trí nhà cửa, hình dạng màu sắc đồ đạc, sở dĩ đòi hỏi mỹ quan là để phù hợp với thiên bẩm ấy. Thấy toàn những hình dạng màu sắc đẹp đẽ, tâm hồn chúng ta cũng thư thái lên. Trái lại, nếu chỉ thấy rặt những hình dạng màu mè xấu xí, chúng ta cũng đâm ra khó chịu. Có điều mức độ đồng cảm nông sâu cao thấp khác nhau. Có lẽ chẳng ai trên đời hoàn toàn vô cảm với thế giới của hình dạng và màu sắc cả. Có chăng là kẻ tư chất nông cạn cùng cực hoặc là nô lệ của lý trí, ấy đúng thực là người vô tình vậy. Về mặt này, chúng ta không thể không ca tụng các em bé, bởi trẻ em phần lớn rất giàu lòng đồng cảm. Hơn nữa, chúng không chỉ đồng cảm với con người mà bằng một cách hết sức tự nhiên còn đồng cảm với hết thảy sự vật như chó mèo, hoa cỏ. Chim cá, bướm sâu, vân vân, chúng hồn nhiên trò chuyện với chó mèo, hồn nhiên hôn lên hoa cỏ, hồn nhiên chơi với búp bê. Tấm lòng chúng chân thành mà tự nhiên hơn nghệ sĩ nhiều. Chúng thường để ý đến những việc mà người lớn không chú tâm đến, phát hiện ra những điểm mà người lớn không phát hiện được. Bởi vậy, bản chất của trẻ thơ là nghệ thuật. Nói cách khác, con người ta vốn là nghệ thuật, vốn giàu lòng đồng cảm. Chỉ vì lớn lên, bị cách nghĩ của người lớn, người đời dồn ép, nên tấm lòng ấy mới bị cản trở hoặc hao mòn. Chỉ có kẻ thông minh mới không khuất phục, dù bên ngoài chịu đủ thứ áp bức, thì bên trong vẫn giữ được lòng đồng cảm, đáng quý nọ. Nhưng người ấy chính là nghệ sĩ. 6. Các nhà phê bình nghệ thuật phương Tây khi bàn về tâm lý nghệ thuật có cách nói gọi là đặt tình cảm vào. Chỉ việc chúng ta đặt tình cảm của mình vào tác phẩm nghệ thuật hoặc thiên nhiên đẹp đẽ, đồng cảm với chúng, bây giờ sẽ thể nghiệm được tư vị của cái đẹp. Chúng ta lại biết hành vi hòa mình này là hay gặp nhất trong cuộc sống của trẻ nhỏ. Chúng thường dốc hết hứng thú vào chơi đùa mê mải, quên cả đói rét mệt mỏi. Tuổi thơ quả là thời hoàng kim trong đời người. Tuy thời hoàng kim của chúng ta đã trôi qua, nhưng nhờ bồi dưỡng về nghệ thuật, chúng ta vẫn có thể lấy lại thế giới hạnh phúc, nhân ái và hòa bình ấy. Phong Tử Hải, Sống Vốn Đơn Thuần, Tố Kinh Dịch. Nhà xuất bản Hà Nội, Công ty Văn hóa và Truyền thông Nhã Nam, Hà Nội 2020, trang 268-273. Như vậy, cô vừa kết thúc văn bản 2. Tạm biệt, hẹn gặp lại các em ở văn bản tiếp theo. Khóa học Việt Sách, sự lựa chọn của hàng triệu phụ huynh và học sinh.
trải nghiệm ngay khóa học của Việt Sách.